trường đại học sư phạm kỹ thuật vĩnh long trường đại học sư phạm kỹ thuật vĩnh long là trường công lập thuộc hệ thống đào tạo quốc dân của việt nam là trường trung ương đóng trên địa bàn thành phố vĩnh long hiện tại nhà trường do bộ lao động thương binh và xã hội quản lý về nhân sự ngân sách bộ giáo dục và đào tạo quản lý về chuyên môn với vị trí nằm giữa trung tâm đồng bằng sông cửu long là một trong những trường trọng điểm về dạy nghề của cả nước do dự án giáo dục kỹ thuật và dạy nghề đầu tư trong những năm qua, trường đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao hàng ngàn giáo viên dạy nghề và cán bộ kỹ thuật cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành khác của đất nước. Hiện nay đội ngũ này đã phát huy năng lực tại nơi làm việc rất tốt, rất nhạy bén trong quá trình tiếp thu công nghệ mới, có nhiều người đã trở thành cán bộ chủ chốt ở các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề hoặc các cơ quan, đơn vị, nhà máy xí nghiệp, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu phát triển trường đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long Tầm nhìn Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học trọng điểm quốc gia, có uy tín, chất lượng ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực ASEAN, thu hút nhiều sinh viên trong nước và các nước trong khu vực đến học, là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quốc gia, là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, xã hội, góp phần đắc lực vào sự phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. Sứ mạng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học định hướng ứng dụng, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và cán bộ kỹ thuật đa ngành, đa bậc, là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, xã hội phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu phát triển là trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật công nghệ và các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác cho khu vực Nam Bộ. Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là trung tâm trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, cán bộ quản lý đạt chuẩn quốc gia, quốc tế. Là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quốc gia. Là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư về nhân lực trình độ cao. Phấn đấu đạt trình độ phát triển chung các trường đại học trong nước, đến năm 2030 đạt trình độ trung bình ở khu vực Đông Nam Á và quốc tế.